đây là cái bồn nhựa một ngàn lít nha mọi người. Đây là sao sao One Pass này. Đó, sao One Pass thì đặc trưng của nó là nó có cái quả banh rất là bự, nó to hơn các loại phao bình thường đấy nha. Đó, còn cái phao này thì thực ra là nó bị hư rồi. Đó, cái nước nó vào mạnh quá, giờ cái quả phao này nó đóng hết cỡ, nước nó vẫn chẳng qua được. Thành ra giờ quả phao nó ngập tới đây rồi nha mọi người. Nó ngập qua rồi. Bình thường khi quả phao nó đóng ok ấy, đóng ổn định ấy, cái nước nó chỉ một nửa quả banh thôi, không bao giờ nó ngập như vậy được. Đó, giờ nó ngập thành ra giờ nó chảy qua cái dòng này, chỗ này nó bị hở nhưng nó sẽ chảy qua đây và đây. Đóng cái này rồi nó trông chảy nhiều rồi này. Bồn thì nó hơi phức tạp nha mọi người, sai tất cả là 3 cái thì cái này bỏ rồi. Đấy, còn ở đây thì nó chỉ người ta chỉ sai còn có 2 cái thôi. Đây là cái đường lên, cái đường cấp chính của nó này, từ kia tới đây thì nó lên cái bồn trên. Đấy, nào tách vào đây, đây là cái khóa này, cắp vào cái cục phao vừa rồi. Đấy, thế là nó đang dần dần nó đang ngập đây nha mọi người. Muốn khắc phục tình trạng mà nó hết tràn chỉ có cách là thay cái mới thôi. Đã tiến hành thay cái phao này. Nói chung là cái tình trạng mà ví dụ như nó bị tràn, mà cái dòng phao One Pass này xài rất là bền nha mọi người. Trường hợp mà nó đã bị tràn như vậy rồi, chứng tỏ là cái này phải xài rất lâu rồi. Đó, là sẽ có cái quả banh nó bự như vậy mọi người, to bằng gấp rưỡi so với cái loại phao thau bình thường. Đây là cái đường ra, cái đường cấp của nó này. Giờ mình sẽ cắt cái đường này để mình nối một cái phao mới vào đây. Thì trong quá trình mà muốn nối được phao ấy, bắt buộc phải xả bớt nước. Đúng cho cậu một cái đầu răng, đầu răng trong giảm 21 đấy. Đây là được pha One Pass nha mọi người. Nói chung là nó xét hết rồi. Ta đổ keo đấy, đưa keo đây. Lấy vỏ banh luôn. Và đưa cái giỏ luôn đây. Hoàn thành cái đường cấp rồi nha mọi người. Mình xài cái đầu răng thôi, răng ngoài và răng trong. Và đây là cái phao nhé. Không xài kiểu cắm trực tiếp như cái này nhé. Cắm trực tiếp nhiều khi nó nước nó nhiều nó sẽ bị tràn qua cái này xuống dưới. Đây như cái bên này nó tràn này. Giờ mình sẽ để cái phao thấp xuống lên nó sẽ không tràn qua hai cái đường nữa. Anh thích xài lại cái banh khủng bố này không? Không vừa với cái lỗ này chứ. Vừa. Tột nhà trong.
khủng khiếp quá. Xả cái bánh bé này cho nó nhẹ đi. Thường thường thì mấy cái phao nó đóng nặng thì nó phải chơi bánh to. Và ví dụ như bây giờ anh xài cái đầu cái phao ví dụ cỡ 49 đến 60 đúng không? Bánh nó khủng khiếp lắm, bánh nó to bằng cái này này. Đó, thì anh chưa nhìn thấy rồi. Nhưng mà từ cái dòng phao của em xài cỡ to cỡ bé nó chỉ cần bánh vừa phải. Bởi vì nó đóng nó nhẹ lắm. Nó không có đóng nặng. Tức là những cái loại đó phải xài cái bánh nặng như vậy thì cái áp lực nó đóng nước nó mới chặt được. Đây là đóng rất là nhẹ, rất là êm. Cho nên là bánh to bánh nhỏ không quan trọng. Chung là cái cần này nó hơi dài, mình sẽ chỉnh cái cần ngắn. Đây là nước của nó này, này. Cần mình để nó dài quá nó bị cấn vào cái cục này nó. Xài cái này nó phải đóng nhẹ như vậy mới được chứ. Cái đồng kia nó đóng nặng quá trời luôn. Cái xưa. Rồi, đổ lại cái nước. Nói chung là nó cũng chỉ tầm này thôi. Nó không vượt qua được cái lỗ xả của anh nhé. À, ok rồi nhé. Đây, tập này là nó hết chảy này. Đó. Cứ để vậy này, xài cho bình thường thôi. Còn cái cục kia của anh trước này nó cao hẳn lên luôn. Mà nó vẫn còn tràn, giờ thì nó tới đây nó dừng rồi. Nó không qua được hai cái lỗ này này. Cho nên nó sẽ không bao giờ tràn nữa. Dù cho nào anh xài cái bồn nó vơi đi ấy. Cái cục này nó sẽ hả chỗ này. Đó, bắt đầu nó cấp vô, nhưng cũng cấp tới tầm này nó dừng thôi.